Hiếu chào tất cả anh em. Hôm nay thì Hiếu lại tiếp nhận một con xe Oi ZX tai nạn anh em ạ. Đây anh em nhìn đây. Anh em của Hiếu nhìn sâu vào đây này. Đấy, đây là một cần phanh này. Đấy. Nó bị đánh dập vào đây, hất lại thì là khiến chủ xe bị thương. Đấy. Theo Hiếu được biết ý, thì chủ xe đang đi trên đường thì vô tình có một người từ cái ngõ hẻm lao ra và chủ xe không phanh kịp, thế mà bị tông vào họ, thế là chủ xe thì làm ngất lịm đi, nhưng mà cái người đi từ ngõ ra thì là họ không bị làm sao, thế họ nhảy lên xe họ tẩu thoát, thế là được người dân lôi cái bạn chủ xe này dậy rồi và mang xe đến cho Hiếu sửa xe đây. Thì video hôm nay thì Hiếu sẽ chia sẻ cho anh em khi chúng ta làm xe hoặc là chúng ta tiếp nhận những dòng xe bị tai nạn Honda như này thì anh em chúng ta có thể sử dụng bằng hàng chính hãng anh em nhé. Anh em chúng ta đặc biệt đừng có sử dụng hàng tàu, vì hàng tàu lắp lên những dòng xe Honda này nó sẽ không được hợp anh em ạ. Mà khi chúng ta lắp hàng tàu, hàng vớ vẩn lên đây ấy, nói thật mấy anh em là nó không phải hàng tàu đâu, nó là hàng rẻ, hàng của Việt Nam sản xuất thôi, mình cứ gọi là hàng tàu thôi chứ còn hàng là hàng Việt Nam sản xuất anh em ạ. Thì đây bên dưới đây là cái phụ tùng chính hãng của Honda thì Hiếu có lôi ra để chuẩn bị thay thế anh em này. Đây là cái cần phanh xịn của Honda này. Đấy. Anh em nào bảo không phải cần xịn đi, đây là cần phanh xịn của Honda, anh em chính hãng. Thì để và chúng ta nhìn cái nước sơn ấy thì nhìn nó, anh em nhìn này, đấy, nhìn nước sơn thì nó rất là chắc chắn và nhìn nó khôn. Đấy. Và anh em chúng ta so cái cần này của nó và cái cần theo xe này nó y xì luôn. Đấy. Chẳng qua cái này nó qua 5 tháng ở bên ngoài sương gió thì nó hơi vàng vàng một chút thôi. Còn khi chúng ta mua xe thì nó cũng đều màu trắng như ngọc trinh như này. Đấy. Ở đây Hiếu cũng có lôi một cái cần phanh tào lao ra cho anh em xem này. Đây cần mới cũng mới cứng. Nhưng khi chúng ta nhìn cái cần này thì nó rất là dại. Đấy, nó nhìn nó dại lắm. Vì cái sắt này của nó là sắt thép này của nó giống như kiểu như là mình không biết là mình phải giải thích như nào, nhưng mà mình cầm lên nó rất là nhẹ và nó dại lắm. Và cái thứ hai nha, Hiếu sẽ không nói đến cần phanh nữa. Và cái thứ hai là Hiếu sẽ nói đến trục đây này. Đây là trục của Honda này, nó bị đây cũng nắp cái chống đổ, nó bị cong veo như này. Thì có rất nhiều, Hiếu thấy có rất nhiều anh em là khi đi đến thay cần trục ấy, là anh em thợ là hay đưa cái cần tàu, cần chợ, cần hàng chợ vào, nó rất là ngắn, chúng ta vặn được có một mím một tí chút ở gen ở trên đầu này thôi, vặn một khoảng 2 gen thì nó làm cho cái xe của chúng ta đi rất nguy hiểm. Nhiều khi Hiếu nghĩ là nó buột con ốc ra, nó văng cái bánh xe ra ngoài rất là nguy hiểm luôn. Đấy. Thì video hôm nay thì Hiếu sẽ chia sẻ cho anh em luôn. Trên những dòng xe Honda ấy thì anh em chúng ta đặc biệt lưu ý ở cái những con ốc chính hãng của xe Honda là nó có cái nó gọi là cái khóa ở cái mép ngoài này. Nó gọi là chống thôi ốc. Khi chúng ta có vặn con ốc bị lỏng, chúng ta vặn lỏng mà chưa cần siết chặt thì chúng ta đi thì nó cũng không thể là nó văng được con ốc này ra ngoài, vì đây nó có cái khóa này, cái điểm khóa này. Đấy. Chiếc nếu như chúng ta mà sử dụng những cái dòng ốc mà ốc tàu, ốc hàng chợ thì nó sẽ không có hai cái điểm khóa hai bên này đâu. Bây giờ Hiếu sẽ đặt máy quay xuống và Hiếu sẽ cận cảnh cho anh em để anh em chúng ta xem cho nó rõ chi tiết anh em nha. Đấy, Hiếu cầm tay này nó hơi rung. Đây các anh em của Hiếu nhìn đây. Thì giới thiệu với anh em đây là trục bánh của Honda này. Đây là trục bánh của Honda. Và Hiếu cũng có lôi cho anh em một cái trục nữa. Đây ví dụ trục như nào. Trục này là trục hàng tàu. Thì giới thiệu với anh em trục Honda thì nó có mỗi một cái trục không. Đấy, một cái trục không duy nhất như này. Không có ốc ếch gì luôn. Đóng bao bì như này. Đấy. Còn nếu như anh em mà chúng ta mà muốn trục mà lại còn có cả ốc nữa thì anh em chúng ta chỉ có ăn hàng tàu thôi, hàng chợ thôi nha, hàng gia công. Đấy. Trục và ốc. Đây Hiếu sẽ thảo, Hiếu sẽ bóc ra cho anh em xem. Đây cái này nó đang dính này, Hiếu tuốt nó ra. Đây. Để anh em chúng ta để ngắm một cái trục như này thì nó cũng rất là ok, nhìn thì nó là mới thì nó rất là ok. Nhưng khi chúng ta nhìn hai cái lớp thép của nó thì nó mới khác nhau hoàn toàn anh em nha. Thì tí nữa Hiếu sẽ bóc ra, bây giờ chúng ta sẽ đi khám từng con ốc của nó một này.
khi anh em chúng ta muốn ăn hàng rẻ thì anh em chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta đòi được cái chất lượng anh em ạ. Chúng ta muốn hàng rẻ rồi mà lại còn đòi chất lượng nữa thì Hiếu không biết phải giải thích cho anh em như thế nào. Nhưng anh em nhìn đây, đây là một con ốc thì nó cũng bình thường như bao nhiêu con ốc khác thôi, nó không bao giờ nó có hai cái điểm khóa của ốc xịn của hãng nha, nó không có điểm khóa. Thường thường ốc xịn, anh em nhìn đây, ốc xịn ấy nó có hai cái điểm khóa này, khóa tai này, thì nó làm cho cái con ốc này khi chúng ta vặn, có vặn chúng ta vặn lỏng như này thì nó cũng sẽ không bao giờ nó bị bung ra ngoài nếu như ốc xịn. Còn nếu như chúng ta mà lắp con ốc ba ốc tàu tào lao này thì chúng ta đi là tự bung ra ngoài này luôn, nó tự quay ra ngoài, nó rơi mất luôn và nó rút trục bánh xe lon đấy. Thì đây là một cái video Hiếu chia sẻ cho anh em. Những con ốc xịn này của hãng thì nó rất là đắt đấy, một con ốc này nó còn bằng cả một cái trục và một cái trục vào cả con ốc này luôn đấy, riêng một con ốc này trị giá. Còn giá cả ấy, anh em nào mà biết giá thì cứ nhắn tin qua cho Hiếu qua Zalo và Hiếu báo giá cho anh em. Còn trên cái YouTube này nhiều khi báo giá thì anh em thợ nó không thích, cho nên là Hiếu sẽ tạm thời Hiếu sẽ không báo giá. Nhưng nói chung hàng này nó là cực rẻ, anh em chúng ta không nên dùng anh em nha. Thì đây là một cái hàng tiếp theo. Hàng này thì nó có mác bao bì là nó lắp được cho những dòng xe Honda, anh em nhìn đây, Honda, Yamaha, Suzuki và cái gì đây này, Misako. Misako là chắc tên của nó. Thì Hiếu sẽ bóc ra cho anh em luôn, vì đây cửa hàng của Hiếu thì một ngày thì Hiếu không biết thay bao nhiêu cái trục. Thì Hiếu cũng tư vấn anh em nào, khi chúng ta thay hàng xịn là chúng ta phải biết là à đây là hàng xịn. Còn khi anh em chúng ta bảo à anh ơi em xe của em xe tàu, anh lắp cái nào cũng được, thì chúng ta sẽ lắp cái tàu, chẳng hạn là như vậy. Hiếu sẽ bóc nó ra luôn cho anh em xem, vẫn còn nguyên đây nguyên kiện nha, Hiếu chưa làm gì nha. Đấy, bóc này. Đấy, anh em nhìn đây, con ốc nó cũng bình thường như bao con ốc khác thôi. Đấy, nó không bao giờ nó có khóa khiếc gì luôn nha, không bao giờ có khóa chống thôi ốc hay là như nào luôn. Khi chúng ta mà vặn cái trục này lên bánh xe thì Hiếu khẳng định là cái ốc, con ốc này nó tự rơi ra. Nhưng mà Hiếu đã làm nghề rồi, Hiếu thấy có rất nhiều anh em mua những cái trục như này về lắp lên xe mà cái này nó ngắn ấy, nó chỉ có được có 2-3 gen này thôi, rất nguy hiểm luôn. Thì không phải nói xa nói gần gì cả, đây là cái càng. Đấy, cái càng này là nó bị méo, bị vênh thì Hiếu chưa lắp, Hiếu vừa mới lắn lại rồi. Cái càng này Hiếu vừa lắn rồi anh em nha. Thì bây giờ Hiếu sẽ đút thử cho anh em này. Rồi, càng này thì Hiếu vừa lắn càng rồi, anh em nhìn đây. Để chúng ta mà vặn vào ấy thì nó cũng vẫn là vặn vào ok thôi anh em, nó đấy. Đây là chúng ta ăn cái trục tàu. Đấy, thì chúng ta lắp vào nó vẫn hoàn chỉnh như này, nhưng mà anh em nhìn đấy, nó khi chúng ta lắp cái trục tàu và nhìn nó xấu đúng không anh em, nhìn nó xấu xí, nó nhìn nó bẩn thỉu đúng không đấy, anh em nhìn được không đấy. Nhưng mà chúng ta lắp cái trục này đi, chúng ta đi phải cẩn thận, nhiều khi nó bị thôi mất con ốc này ra thì chỉ có vỡ mồm đấy. Còn đây là trục Honda này, Hiếu cũng sẽ chia sẻ cho anh em luôn, để chúng ta muốn thay hàng gì thì anh em chúng ta có thể biết được à chúng ta đang thay hàng gì. Đây, giới thiệu anh em, đây là trục Honda này. Bây giờ Hiếu sẽ bóc ra cho anh em này, bóc ra luôn. Đằng nào Hiếu cũng thay lên xe luôn cho khách hàng luôn này. Đây là trục Honda anh em nhé, nhìn rất là đẹp đúng không? Anh em nhìn thấy hai cái trục thì nó thấy như nào? Nó vẫn có một cái vẻ nào đấy nó khác hẳn luôn. Trục công ty thì lúc nào nó cũng là hàng chính hãng rồi. Và cái thứ hai thì đây là con ốc của nó này. Đây là con ốc này, ốc của Honda luôn này. Hiếu sẽ tháo ra cho anh em luôn, đằng nào mình cũng dùng, cho nên bóc ra luôn. Đây. Đấy, anh em nhìn được không? Con ốc của Honda nó có hai cái bên ngoài này, nó gọi là cái ốc, gọi là khóa, là chống thôi ốc đấy anh em ạ. Đấy, khi chúng ta mua hàng ấy là bán trục riêng và cái con ốc này riêng, chứ nó không đi theo trục anh em nha. Chúng ta mà muốn sử dụng mà theo trục ấy là chúng ta phải mua hai sản phẩm như này thì nó mới thành một cái.
Vì trên những dòng Honda thì nó có từng mã sản phẩm một. Đấy. Ví dụ như là cái con ốc này của nó là mã như này này, K66 V01 này. Đấy. Còn cái trục này thì nó là cái mã này như này, KV kép này này, 640. Chúng ta chỉ cần đọc mã như thế là nó sẽ biết được cái trục như này luôn. Đấy. Đây là cái sản phẩm. Anh em được không? Còn đây là cái cần phanh của Honda. Bây giờ Hiếu chuẩn bị lắp. Anh em nào mà chưa biết lắp cần phanh ấy, thì xem video này Hiếu sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho anh em luôn. Đấy, cần phanh xịn. Anh em nhìn nó chắc chắn không? Riêng cần phanh xịn của Honda thì khi chúng ta lắn ấy, nó rất là cứng, nó bằng thép, rất là cứng. Còn đây là cái cần phanh gia công. Cần phanh gia công thì giới thiệu anh em thì nó rất là mềm và yếu. Chúng ta chỉ cần đưa cái đòn bẩy vào, chúng ta bẩy phát, chúng ta vặn đi vặn lại vài vòng là nó sẽ gãy luôn. Nhưng mà cái cần phanh xịn của Honda này thì chúng ta phải khò lửa. Nếu như nó bị cong vênh, khò lửa thì nó mới lắn ra được. Còn nếu như nó bị nhẹ thì chúng ta cũng có thể lắn được. Anh em nhìn này, nó to mà. Đây, cần phanh xịn nó to hơn rất là nhiều. Còn cái chức năng thì khi chúng ta lắp lên thì nó, hai cần này khi chúng ta lắp lên cần xịn này thì nó sẽ chuẩn hơn, chúng ta đạp phanh nó chuẩn hơn. Còn cần tàu này thì nó sẽ hạ thấp xuống, nó hạ thấp xuống như này. Ví dụ cần zin khi chúng ta lắp lên nó điểm này là chúng ta phanh là chuẩn. Nhưng mà khi chúng ta lắp cái cần trợ này thì nó sẽ thấp hơn như này. Đấy. Cho nên là anh em chúng ta khi làm ấy thì anh em chúng ta muốn lắp hàng xịn sò thì chúng ta phải lên để ý. Thì đây là một cái số phụ tùng chính hãng mà Hiếu chia sẻ cho anh em để chúng ta có thể lắp lên con xe xịn sò. Không, anh em lại vừa bị mất đồng tiền, đúng không? Chúng ta tai nạn xe hoặc là chúng ta thay thế đồ, chúng ta mất đồng tiền. Anh ơi, lắp cho em hàng xịn, hàng chính hãng. Nhưng mà thật ra họ lại lắp cho cái hàng này tào lao này, đi tràn lắm anh em ạ. Cho nên là video này Hiếu chia sẻ cho anh em. Đấy. Thì bây giờ Hiếu sẽ đi vào ráp hệ thống càng và cần phanh anh em nha. Đấy, xe thì tai nạn là như nào. Rồi, cong hết cả trục anh em ạ. Đây này, cong trục này. Cái tay lái này nó cũng bị vỡ luôn. Đấy. Lại Hiếu phục hồi lại hết. Xe này được của đứa em thì nó cũng chịu chơi. Xe chịu chơi phết anh em ạ. Đây. Đấy, anh em của Hiếu nhìn đây. Đây này. Nã dập luôn. Hiếu thấy máu tay của đứa em nó chảy máu toạt ra mà. Đấy. Thì bây giờ Hiếu sẽ găm máy quay lại và Hiếu sẽ giáp bi và cục phốt anh em nha. Anh em của Hiếu nhìn đây thì đây là toàn bộ bi ở chén cổ anh em nha. Đấy. Thì có một số anh em bảo Hiếu là thế anh ơi thì cái chúng ta sử dụng bằng bi rời tốt hơn hay là bi vòng. Thì đây Hiếu sẽ cho anh em xem. Đây là bi vòng của cũng của Honda sản xuất. Thì anh em chúng ta lắp bi vòng này thì nó sẽ nhanh hơn. Chúng ta lắp cái bi vòng này chúng ta chỉ cần đưa vào là xong. Thì nó sẽ nhanh hơn là cái bi rời như thế này. Nhưng mà anh em chúng ta muốn đi êm thì chúng ta sử dụng bằng bi rời này nó sẽ tốt hơn. Đấy, đây là Hiếu là thợ thì Hiếu khuyên thật cho anh em thôi. Còn cái bi vòng này chúng ta Hiếu chỉ cần bóc ra thì Hiếu sẽ cần đưa mỡ vào, Hiếu đưa vào đặt là xong. Còn cái bi rời này là chúng ta phải miết từng viên một thì nó sẽ mất công, mất thời gian anh em ạ. Đấy, thì đấy là cái sự thật. Thì hôm nay thì Hiếu sẽ lắp cho khách hàng bi ấy luôn nha. Bi rời luôn. Đấy. Thì đầu tiên thì Hiếu sẽ bỏ hết mấy cái viên bi này ra và Hiếu đưa mỡ vào. Anh em chúng ta bỏ hết bi này ra. Đấy. Khi anh em của Hiếu cho mỡ vào đây thì chúng ta vệ sinh sạch sẽ đi một chút. À,
Đấy, anh em chúng ta vệ sinh sẽ sạch sẽ đi một tí này. Đây là các cái mỡ bẩn này. Đấy. Anh em chúng ta muốn làm nghề sửa xe hoặc là bất kể một cái gì đấy thì nó cũng đơn giản thôi, chúng ta chịu khó tìm tòi học hỏi thì Hiếu cũng hy vọng các anh em sẽ thành công. Đấy. Đấy, sau khi chúng ta vệ sinh sạch sẽ rồi ấy, thì anh em chúng ta sẽ cho mỡ vào, cho mỡ mới vào. Đấy, anh em chúng ta cho mỡ mới ra. Đấy. Giờ anh em của Hiếu sẽ lét bi. Đó. Chúng ta đặt từng viên này một. Đấy, có nhiều anh em thì bảo chúng ta bốc bốc cả lắm bi chúng ta lém vào là xong, thì nói chung nó có nhiều cách lắm. Mà chúng ta đưa từng viên này một cho nó sạch sẽ anh em ạ. Chúng ta cũng chả đi làm gì mà phải cần nhanh chậm gì cả. Đấy, anh em chúng ta nát bi vào. Đấy, chúng ta lát bi này nó cũng đơn giản lắm anh em ạ. Còn anh em chúng ta muốn lắp bi vòng kia thì lắp nó nhanh hơn nhiều. Lắp cái bi vòng kia nó nhanh rất là nhiều luôn. Bi này thì chúng ta còn phải căn chỉnh. Đấy. Rồi ok anh em ạ, đây như này là ok rồi đây này. Đấy, anh em thấy chưa? Sau khi chúng ta được cái vòng bi vòng tròn như này này, đấy là quá là ok rồi. Đấy. Rồi anh em chúng ta sẽ ốp vào thôi. Thì đây là giới thiệu anh em, thì đây cái này chúng ta lau đi. Đây là cái chén cổ cũ của nó, của Honda, nhưng mà nó sử dụng vẫn còn tốt, thì Hiếu không sai. Cái là nó sử dụng tốt thì chúng ta để dùng anh em ạ, chứ chúng ta cũng không cần phải thay thế đi làm gì cho khách hàng mất nhiều tiền anh em nhé. Đây, rất ok, chúng ta đưa vào đây thôi. Đấy, như vậy là xong rồi anh em ạ. Đấy. Bây giờ chúng ta tí nữa đưa lên chúng ta vặn con ốc này vào là xong. Thì như vậy là đã ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái bên dưới y chang như cái bên trên này là xong anh em ạ. Đấy, nó rất là đơn giản thôi. Anh em có hiểu nhìn ở bên dưới này thì cái chén cổ bên dưới này thì chúng ta cũng lau sạch anh em nha. Đấy, chúng ta lau sạch đi. Vì cái xe Honda thì cái loại này của nó cũng mới ra thôi anh em ạ. Xe họ mới mua cho nên là chén cổ này vẫn còn ngon lắm, chưa đến nỗi hỏng. Đấy, còn nếu như cái chén cổ nó mà hỏng ấy là anh em chúng ta sẽ nhìn cái chén cổ bên dưới này nó sẽ răm răm có cái hình viên bi in ấn ở đây. Nhưng ở đây thì nó không có vấn đề gì anh em nha. Đấy, chúng ta có thể nhận biết được hiện tượng hư hỏng rất là đơn giản. Ví dụ như các cái chén cổ như thế này để làm ấy thì bà xã mình nó làm được hết, nhưng mà bây giờ bà xã đang đóng hàng. Đấy, đang đóng hàng để gửi đi cho tất cả anh em trên cả nước. Các anh em đang học nghề thì muốn mua sách học sửa chữa và phụ tùng. Đấy, cho nên là bà xã đang đóng hàng để gửi đi cho các anh em. Đấy, chúng ta cho một lớp mỡ vào như này. Và chúng ta cũng lát đi như thế thôi. Đấy. Thì Hiếu cũng nói rồi, cái viên bi rời thì chúng ta lát thì nó hơi mất thời gian một chút, nhưng mà chúng ta đi nó sẽ rất là êm anh em ạ. Còn anh em chúng ta mà muốn làm nhanh thì chúng ta lát bằng cái bi vòng kia. Nhưng mà theo Hiếu nghĩ thì nhanh hay chậm thì nó cũng đơn giản thôi. Chúng ta
nát một chút là xong thôi. Đấy, nó không có gì nó là mất khá nhiều thời gian đâu anh em ạ. Đấy, anh em chúng ta cái nghề nghiệp này thì chúng ta gọi là đam mê thì chúng ta làm thì theo hiểu nghĩ thì đấy nó cũng rất là ok. Đấy, anh em được không? Đấy, chúng ta lát đi như thế cũng lại gần xong rồi anh em. Đây là Hiếu là ăn có viên một đấy thôi, vì nó vương cái máy quay. Máy quay đang quay cận cảnh cho anh em. Đấy. Hiếu quay chi tiết như thế này rồi mà anh em còn không học được cái nghề này nữa thì Hiếu cũng không biết phải làm như nào. Đây là cận cảnh rất là chi tiết rồi đấy anh em ạ. Anh em chúng ta học một cái nghề thì chúng ta sau này đi làm gì cũng được, đỡ vất vả. Đấy. Ngoài trời đang mưa rất là to anh em ạ. Đang có cơn bão nó về, trong mưa mất mấy ngày đấy. Đấy, khi anh em chúng ta lát được xong rồi ấy, thì anh em chúng ta sẽ miết tay vào các cái vòng bi này này, chúng ta miết cho nó đều. Đấy. Cái nào nó chưa đều thì chúng ta miết vào đều. Đấy. Cái chỗ nào nó mà thiếu bi thì chúng ta cho thêm, mà cái nào nó thừa bi thì chúng ta bỏ ra. Đấy, anh em nhìn rõ không ạ? Anh em chúng ta cho lượng mỡ vào như này là cái bi của chúng ta không rơi được đâu. Đấy, anh em chúng ta miết như này này. Em thấy không? Đấy, như vậy là cái hệ thống bi của chúng ta nó rất là đều đúng không? Đấy, nó tròn đều bi ở cái bát này nó ok. Đấy, như vậy là chúng ta chỉ cần đưa cái càng lên là xong thôi. Đấy, anh em cứ nhìn đây. Đây là bi này. Đấy. Đây là các cái vòng bi của xe Honda mà Hiếu cho dầu ở đây này. Đấy, cho dầu ở đây để cho nó chống rỉ viên bi. Vì cái viên bi này của nó để lâu ngày mà mình không thay thế là nó sẽ hiện tượng nó sẽ bị han rỉ. Cho nên là Hiếu cho vào đây để Hiếu cho dầu vào. Đấy, anh em hiểu không? Đây, Hiếu lắc này lên là vẫn có độ xỉ. Đấy, đây là bi này. Anh em quỷ Hiếu sẽ cho một chút mỡ xuống cái chén cổ bên dưới nhá, và chúng ta sẽ ráp lên là xong. Anh em chúng ta cho một chút mỡ xung quanh. Đó. Đấy, anh em chúng ta khi đẩy hết cỡ là chúng ta vặn ốc vào. Ở đây thì Hiếu chỉ sử dụng có một tay giữ càng và một tay vặn ốc thôi anh em ạ. Đấy, chưa có một mình làm thôi. Đấy, anh em chúng ta vặn, lúc nào không vặn được nữa thì thôi.
Đó, như vậy là Hiếu không vặn được nữa này. Đây anh em, Hiếu của Hiếu nhìn đây nha, thì một tay Hiếu giữ như này, Hiếu đỡ vào cái bên dưới của cái chọc ba và Hiếu bám lên cái G, điểm G trên cái khung sườn này này. Hiếu có điểm giữ tay vào như này thì cái càng của chúng ta không bao giờ rơi xuống anh em nha. Thì cái tay này của chúng ta cứ vặn ốc thoải mái thôi anh em ạ. Ở đây có con ốc này, đây con ốc của Phốt thì Hiếu sẽ vặn vào. Nó vẫn làm trên cái khẩu này của Hiếu. Rồi bây giờ chúng ta anh em chúng ta sẽ vặn chặt nha. Ở đây Hiếu có cái mỏ này này, Hiếu sẽ giữ vào đây. Rồi, Hiếu sẽ giữ vào đây. Rồi, bây giờ Hiếu sẽ bắt chặt vào này. Rồi ok anh em nha. Đây các anh em của Hiếu xem nha, thì sau khi chúng ta vặn con ốc chắc chắn đúng không, thì chúng ta sẽ lắm hai tay vào đây này. Đấy, anh em chúng ta lắm hai tay vào và chúng ta sẽ giật về lòng của chúng ta. Nếu như nó có độ dơ thì chúng ta sẽ siết lại ốc, còn nếu như mà nó không có độ dơ là ok. Đấy, ví dụ như là Hiếu làm quen rồi thì Hiếu chỉ cần bắt ốc chỉnh chuẩn là Hiếu bắn phát là ok luôn. Đấy, như này là ok này. Và cái quan trọng khi chúng ta bắt lái như này này, đấy nó phải nhẹ nhàng. Đấy, chúng ta bắt lái nó phải nhẹ nhàng, nó không bị sượng nha. Khi chúng ta lắc nhẹ như này nó không bị sượng nha. Nếu như nó mà bị sượng ấy thì anh em chúng ta cũng phải lới lỏng ra. Đấy, ví dụ như này là ok này. Đấy, thì đây là cái video mà Hiếu chia sẻ cho anh em. Đấy, đây là cái kinh nghiệm nghề nghiệp của mình. Đấy, rất chắc chắn anh em nha. Đấy, rất nhẹ nhàng luôn này, anh em nhìn này. Đấy, đúng không ạ? Đấy, anh em thấy không? Khi chúng ta ráp lên hoàn chỉnh nhìn con xe nó lại đẹp ngay anh em ạ. Anh em chúng ta nhớ đưa cái căn hãm vào nhá. Không có cái này là chúng ta sẽ siết không chặt được cái ốc đầu đâu. Đấy, anh em chúng ta vặn vào. Anh em nào có súng thì chúng ta siết vào, còn anh em nào chúng có chồng thì chúng ta siết bằng chồng anh em nhá. Đây thì Hiếu quay video thì Hiếu sẽ siết bằng súng cho nó nhanh. Thì bên Hiếu thì vẫn đang cung cấp và phân phối những cái súng bắn vít và súng bắn hơi, súng hai búa cực kỳ khỏe anh em nhá. Anh em nào cần thì cứ liên hệ cho Hiếu. Ok rồi anh em ạ. Bây giờ anh em của Hiếu sẽ ráp gác lốp bu này. Anh em của Hiếu chỉ cần siết một vài gen thôi là chúng ta thì nó sử dụng bằng cái súng bắn vít này, chúng ta bắn lên này. Đấy, chúng ta sử dụng bằng cái súng này chúng ta bắn lên rất là nhanh anh em ạ. Chúng ta chỉ siết một vài gen như này thôi. Đấy.
Đấy thì Hiếu cũng có chia sẻ cho anh em là bên Hiếu vẫn đang cung cấp và phân phối những cái súng bắn vít cầm tay, tháo giáp máy. Thì anh em nào có nhu cầu ấy thì cứ liên hệ trực tiếp cho Hiếu, Hiếu sẽ gửi cho anh em trên toàn quốc luôn anh em nhé. Cái này nó vướng cái máy quay không nhìn rõ cái lỗ luôn. Đấy, anh em chúng ta chỉ cần bắt GG thôi thì là chúng ta sẽ dùng súng chúng ta bắn vào. Rồi ok anh em ạ. Bây giờ anh em có quỷ sẽ bắt bánh anh nha. Đây, mở phanh, bắt phanh. Ở đây thì Hiếu sẽ sử dụng bằng trục Honda anh em nhé. Đấy, trục Honda với cả con ốc của Honda này. Anh em nhìn rõ không ạ? Đấy. Đây, Hiếu sẽ cho một chút mỡ vào. Đấy, anh em chúng ta mất cái đồng tiền nhưng phải được cái hàng chính hãng anh em ạ. Còn nhiều anh em thì chúng ta mất đồng tiền để thay hàng chính hãng nhưng mà lại thành hàng tàu anh em ạ. Anh em chúng ta cho chút mỡ vào đây nha, vào cục căn của nó. Ốc chính hãng của công ty Honda. Rồi, ok anh em nha. Đấy, bánh rất trơn, bắt rất bon luôn nha. Đấy. Đấy, anh em Hiếu vừa chia sẻ cho anh em cách làm cổ phốt của con xe Way GSX anh em nha. Đấy, hôm nay trời mưa, xe tay lạ, Hiếu đang phục hồi. Đấy, anh em được không? Thì chúng ta bắt bánh như này nó rất là trơn và rất là nhẹ nhàng anh em nha. Đấy, rất ok. Đấy. Thì sau khi chúng ta làm xong và xử lý xong cái càng rồi và chúng ta sẽ tiếp theo đến là chúng ta thay cần phanh. Đấy. Ở đây Hiếu cũng sử dụng bằng cần phanh chính hãng của công ty Honda luôn, cần phanh ở đây. Thì Hiếu sẽ tháo cái cần phanh cũ này ra và Hiếu vứt đi và cái này là cái dàn chân này, dàn chân nó đang bị vặn. Thì Hiếu sẽ dùng bằng khò nóng, Hiếu khò ở đây và Hiếu sẽ chỉnh lại
vị trí ban đầu. Còn cái cần phanh này thì nó bị cong hỏng thì khách hàng bảo thay rồi anh em nha. Đấy, chứ cái này thì chúng ta nếu như chúng ta mà khò mà lán lại thì nó sẽ bị ải, nên không được, chúng ta chỉ khò được cái sắt đặc này thôi. Còn cái cần phanh này thì khi nó bẻ gãy gập ở trong đây nó có vết lứt rồi, vết gãy ra rồi thì chúng ta chỉ có bỏ đi thôi. Đấy, đây là cần phanh xịn thì Hiếu sẽ lắp vào đây. Đấy, thì nó cũng rất là đơn giản thôi, cũng không có gì khó. Để mà làm được như này thì chúng ta sẽ phải tháo cái ống xả này ra thì nó sẽ dễ làm hơn. Đây, chúng ta tháo ống xả này ra nó sẽ dễ làm hơn anh em ạ. Đấy, mọi thứ nó cũng rất là dễ làm anh em ạ. Đấy, thì Hiếu sẽ tạm ngừng video đây, tại đây nhá. Thì anh em nào mà muốn theo dõi cái video mà Hiếu tháo cần phanh thì sẽ đón xem video tiếp theo anh em nha.